chăng quên đèn Gia Hân là đứa con gái độc nhất của gia đình ông bà Phúc Năm nay tuổi đã ngoài 20 mà vẫn chưa chịu lập gia đình Dù rằng cô có vô số các chàng trai đến dạm hỏi Chẳng hạn như đầu tháng vừa rồi Ông bà Long, giám đốc của một công ty may mặc lớn nhất nhì thành phố Đã đến tận nhà để nói chuyện Xin cho con trai ông bà được qua lại và tìm hiểu Hân Ông bà Phúc ưng ý lắm, nhất là bà Phúc, bà nhỏ to với chồng. Con Hân nhà mình mà vào được nhà đó thì tốt quá ông nhỉ? Chả gì thì con bé nó từ nhỏ đến lớn chưa đụng vào việc gì nặng nhọc. Giả dụ lấy về nhà nào điều kiện kinh tế kém một tí thì tôi lo quá, chắc con bé sẽ không chịu nổi mất. Gia đình ông bà Long là gia đình có ăn có học, điều kiện kinh tế lại ổn định. Con Hân vào đấy thì tôi cũng an tâm phần nào. Ông Phúc phụ họa với vợ: thì đồng ý là với bà là thế. tôi còn mong quá đi ấy chứ. cơ mà tất cả phải do nó, mình đâu có ép được đâu bà. thời đại tân tiến rồi, ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng bây giờ thì nó ngồi đâu mình phải nghe đấy. bà phúc góp ý, tôi nói cái này, bây giờ ông phải nghe tôi, ông phải thuyết phục nó, ông phải nói chuyện riêng với nó, chỉ có ông nói thì nó mới nghe thôi. tôi nói nó có được đâu. ông phúc chối đây đậy, ấy bà là mẹ nó. Dù gì thì chỗ mẹ con đàn bà con gái cũng dễ nói chuyện hơn chứ, sao bà lại đẩy qua cho tôi là thế nào? Tranh luận mãi, cuối cùng ông bà quyết định cùng thuyết phục con. Trong bữa cơm, bà Phúc mở lời trước. Hân à, năm nay con cũng ngoài 20 rồi, mà nói đúng ra thì hâm nhâm đến nơi rồi đó. Hân rất nhạy bén, chỉ nghe đến đó thôi, cũng biết là mẹ đang có ý dục mình lập gia đình. Hân cười, nói đón đầu. 23 thôi ạ. À. Còn bạn con khối đứa ngoài hăm nhăm rồi mà vẫn chưa chồng con gì mà mẹ Thời đại này lấy chồng muộn một chút cũng được Miễn sao tìm được người khiến mình hạnh phúc là được mẹ ạ Bám sát lấy câu nói của Gia Hân Ông Phúc tiếp lời Đúng, con nói rất đúng Bố công nhận điều đó Miễn sao tìm được người làm cho mình hạnh phúc Đó mới là cái cốt yếu của người con gái khi chọn chồng Ông đặt bát cơm xuống mâm rồi hỏi Hân Thế đối với cá nhân con Thì quan niệm về hạnh phúc nó như thế nào hả con hân phì cười không hiểu tại sao hôm nay ông bố mình lại ăn nói hoa mỹ đến như vậy khác hẳn với thường ngày cô nhìn bố rồi đáp dạ theo con thì hạnh phúc là lấy được người mình yêu thương thật lòng và người đó luôn mang đến cho mình niềm vui ạ à? ông phúc khẽ cười ông xích bắt cơm qua một bên đan hai tay lên bàn rồi nghiêm túc bảo vậy là con theo trái tim hơn là lý trí bố nói cho con biết Người mà con yêu thương chứ chắc đã làm con vui Nếu như sau này cuộc sống hôn nhân gặp khó khăn về kinh tế Con hiểu không? Con hãy thực tế một chút Này, con có biết công ty may Thành Long không? Hân hào hứng Dạ biết chứ à Công ty ấy nổi tiếng cả thành phố mà ai không biết Mà tại sao bố lại hỏi con điều đó? Bà Phúc nãy giờ ngồi im lặng Bây giờ mới chen vào Cậu Thành, con trai ông giám đốc Long Người ta để ý đến con đấy bố mẹ cậu ấy thân trình đến đây đặt vấn đề con thấy họ có thành ý đến mức nào chưa để phụ họa với vợ ông phúc bổ sung thêm chả gì thì người ta cũng là nhà gia thế điều kiện kinh tế nhà họ dư sức kiếm được các đứa con gái tốt người ta đã thiện ý như vậy thì con cũng nên suy nghĩ một chút hân thắc mắc ơ ờ, nhưng mà con nào đã gặp anh ta đâu mà anh ta lại bảo bố mẹ tới nhà mình bà phúc liền đáp thì con chưa gặp nhưng mà người ta gặp con ở đâu đó rồi có thể họ có cảm tình với con ngay từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn. Hân thấy rất thú vị với con người này, chưa gặp mặt mà đã dám cả gan sang xin qua lại. Cô thật sự ấn tượng với Thành, dù rằng cũng đã được nhìn thấy mặt mũi cậu ta đâu. Hân là con người rất cá tính, cô luôn luôn yêu thích sự bất bình thường, rất tò mò muốn biết về những thứ không theo khuôn mẫu lệ thường lệ. Ngập ngừng trong giây lát, Hân khẽ cười rồi nhìn bố mẹ thì dù sao đi chăng nữa chúng còn ít xa cũng phải gặp mặt nhau chứ ạ à? có gì rồi mới tính đến chuyện khác được chứ câu nói ấy của hân làm ông bà phúc vui lắm hôm sau ông bà chủ động liên hệ với gia đình ông long khi ông phúc gọi điện thì bà long nghe máy Dạ tôi nghe cho hỏi ai đầu dây vậy ạ à? ông phúc hào hứng nói tôi đây bà tôi phúc đây hôm bữa tôi có xin số điện thoại của ông bà đây bà long ồ lên một tiếng vui vẻ rồi nói như reo vâng vâng chào ông chào ông thế nào rồi ông có như hai bên gia đình mình dự tính không ông hôm bữa khi ông bà long chủ động đến nhà ông bà phúc thì hai bên đã cùng bàn một kế hoạch tạo điều kiện sớm nhất để thành và hân được gặp nhau thành thì vô tư rồi vì đây là yêu cầu và cũng là mong muốn của cậu chỉ ái ngại là hân không biết thế nào thôi may quá hôm nay nhận được tín hiệu tốt từ gia đình hân rồi nghe bà long hỏi ông phúc đáp được rồi bà ạ Con Hân nó đồng ý gặp mặt rồi Bây giờ thế này nhé Chiều mai khoảng tầm 5 giờ chiều Gia đình tôi chuẩn bị cơm Rồi mời ông bà với cháu Thành nữa Ghé qua nhà tôi dùng một bữa cơm Nhân cơ hội này cho hai đứa chúng nó gặp nhau luôn Bà thấy có được không Bà Long mừng rỡ đáp Ôi vậy thì quá được đi chứ à Thế cứ quyết định như vậy ông nha Để tôi phải gọi điện báo ngay cho thằng Thành Cho nó phấn khởi Vâng vâng chào ông ạ Cúp máy rồi Bà Long cười tươi rói rói Không đợi được nữa Bà lập tức bấm máy gọi cho con trai Chuông xeo hai hồi thì Thành bắt máy Dạ con nghe này mẹ Có việc gì không mẹ Bà Long giọng hoan hỉ hỏi Con đang ở công ty hay ở đâu đấy hả con Thành đang viết dở tờ giấy gì đó Nghe mẹ hỏi Thành tắt bút rồi đặt sang một bên Tựa mình vào ghế Thành đáp lời mẹ Vâng con đang ở công ty Hôm nay cuối tháng nhiều tài liệu phải xem xét quá Con cũng hơi bận một chút có việc gì không mẹ? Bà Long nói như gieo vui. Này, có tin vui cho con đây. Con bé Hân mà con đang để ý đó. Nó đồng ý gặp mặt con rồi đấy. Chiều mai, chiều mai nhé. Chuẩn bị tinh thần đi nha. Thành bật khỏi ghế, sự vui mừng từ đâu ùa về thật nhanh. Thật, 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 thật không hả mẹ? Cô ấy đồng ý hả mẹ? Vâng, vâng ạ. À. Chiều mai ạ. À. Vâng, vâng, vâng. Dạ, con chào mẹ. Thành muốn hét lên vì vui mừng. Đã lâu lắm rồi. Thành mất ăn mất ngủ, vì cô gái chưa đối thoại trực tiếp lần nào tên Hân kia. Thành vô tình biết Hân trong một lần đi dạo bộ thể dục buổi chiều quanh bờ hồ. Hôm đó Hân đi chung với một người bạn nữa. Thành biết được tên của Hân khi nghe hai người họ trò chuyện. Không hiểu sao ánh mắt của Thành không tài nào rời khỏi được cái vóc dáng và khuôn mặt của Hân. Nếu nói là đẹp thì có lẽ không thể xếp vào hàng xuất sắc. Nhưng nếu xét về nét xuyên và sự lôi cuốn thì cá nhân Thành xếp Hân vào vị trí đặc biệt. Thành đã cố tình đi bộ theo sau Hân về đến tận nhà. Biết được nhà cô rồi, Thành mạnh dạn đề cập việc đó với bố mẹ mình để ông bà sang đặt vấn đề. Quả thực thì Thành cũng không phải đưa bố mẹ sang với mục đích dựa hơi kinh tế gia đình, mà là vì trong lúc luống cuống, Thành không nghĩ ra cách gì cả, lại thêm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, Hân sẽ rơi vào vòng tay của người khác. Lúc đó, Thành chỉ có thể nghĩ ra cách đó nhờ bố mẹ sang nói chuyện dù rằng Thành biết kiểu này không khác gì thời xưa. Thành không ngờ cái kế sách trong lúc dối bời đó của mình lại có thể đạt được mong muốn một cách ngoạn mục đến như vậy. Thành không còn muốn làm lụng gì nữa dù công việc đang còn dở dang chưa xong. Cậu đặt cây bút vào sấp giấy gập lại để sang một bên. Tất cả bây giờ cậu chỉ hướng đến một cuộc gặp với Gia Hân vào ngày mai mà thôi. Thành vừa rời khỏi ghế định bước ra khỏi văn phòng đi đâu đó một vòng thì lại nhận được điện thoại của ông Long. Thành gạt máy sang phím nghe, tươi cười bảo bố. Dạ con nghe bố ơi. Ông Long chia sẻ niềm vui với con dù đây chỉ là một cuộc gặp mang tính chất hết sức bình thường. Bố chúc mừng con nhé. Mẹ vừa gọi cho bố, báo cho bố biết là chiều ngày mai bên gia đình cô Hân đó tổ chức ăn cơm cho hai đứa có cơ hội gặp gỡ. Cố lên con nhé. Bố chúc con sớm tìm được hạnh phúc của mình. Dạ dạ, con cảm ơn bố nhiều ạ. Phải nói rằng khó có bố mẹ nào tâm lý và chăm chiều con như vợ chồng ông Long. Dù con trai đã lớn rồi, nhưng ông bà vẫn xem Thành còn trẻ dại, lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo trong lòng, cho dù là những chuyện vụn vặt. Người ta nhìn vào thì có người đánh giá rằng, Ôi sao khéo khen phỏ mã tốt áo, nhà tôi mà tiền bạc đề hòe như thế thì tôi còn chăm chiều con hơn ấy chứ lị. Yếu kinh tế thì lép vế mọi mặt. Nhưng cũng có ý kiến khác Nói vậy thôi, nhà giàu thiếu gì nhà giàu. Đầy nhà kinh tế dư dôi, nứt đố đổ vách. Mà con cái cũng có nhờ vả được gì đâu. Hỏi vay bố mẹ ít vốn làm ăn cũng chẳng có đâu. Chính tôi chứng kiến đây này, nói đâu cho xa xôi làm gì. Nói chung người này nói cũng đúng. Đầy trường hợp như thế vẫn xảy ra trong xã hội này. Những trường hợp đó thì bố mẹ giải thích rằng muốn để cho con cái tự lập để lo cuộc sống riêng tư của mình. Đối với vợ chồng ông Long, mặc ai muốn bàn tán đàm tiếu gì cũng mặc kệ ông bà thương con theo cách riêng của ông bà đáp lại lòng yêu thương đó của bố mẹ thành từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn từ khi gia đình còn là một hộ khó khăn thành đã có ý làm ăn không bao giờ học thói đua đòi bạn bè lúc nào cũng lo cho công việc của mình có lẽ cũng bởi vì vậy mà khi gia đình có điều kiện về kinh tế nhưng thành vẫn giữ trong mình sự siêng năng khiêm tốn và giản dị Thành nghe máy điện thoại của bố xong bước ra khép hờ cánh cửa phòng làm việc rồi bước lại nhà xe lấy xe phóng nhanh đi. Thành đã có ô tô riêng nhưng rất ít khi cậu dùng đến chỉ trừ những khi tối cần còn lại đa số phương tiện chính mà Thành dùng là con alpha màu trắng sữa đã cũ mềm. Nhiều lần ông Long khuyên con nên bỏ cái xe đó đi tậu lấy một cái mới mà chạy nhưng Thành khiêm tốn bảo: Thôi bố ạ, à, mình cũng bần cố nông cả thôi. Hơn gì ai đâu mà phải khoe mẹ hả bố Con xe này đang chạy được Thì vẫn nên để lại chạy Hơn thế nữa Nó là kỷ niệm về những năm tháng bôn ba vất vả của con Con phải gìn giữ Để nhìn vào đó như một nguồn động lực lớn lao Để luôn tự biết vươn lên trong cuộc sống Ông Long nghe con nói mà cũng rưng rưng nước mắt Ông lại càng thương đứa con trai ngoan ngoãn của mình nhiều hơn Cái hôm Thành về Để đưa ra đề nghị sang nhà ông bà Phúc Đi hỏi vợ cho con Chính ông Long là người hưởng ứng mãnh liệt nhất vì ông biết rằng con trai mình rất ít khi nó khẩn thiết một việc gì như thế này. Lần này chắc chắn là cô gái ấy nó phải yêu lắm, thiện cảm lắm thì mới có chuyện như vậy. Lúc đó bà Long hơi ngần ngại, bà nói Tôi thấy việc này nó cứ sao sao ấy ông ạ. Dù gì thì nhà mình cũng có phải thấp kém gì cho can mà phải đi làm việc đó hả ông? Ông Long xen vào ngay cướp lời vợ ông nói Bà cứ câu nệ cái, gì, cái gì thế? Bây giờ việc đó là bình thường, tôi thấy chẳng sao cả, Tôi tin là thằng Thành con mình Nó cũng không mù quáng đến mức làm bẽ mặt bố mẹ nó đâu Bà mà không đi thì tôi đi một mình vậy Bà Long đành phải thuận theo ý chồng Không phải là bà không thương con Nhưng bà hơi e dè một chút Vì sợ miệng lưỡi thiên hạ không xương Rồi lắm đường lắt léo Hôm nay thì mọi chuyện đã vào guồng quay rồi Cô gái mà con mình để ý Đã bật đèn xanh Bà vui sướng lắm khi nhìn thấy nụ cười của con trai Chiều ngày hôm sau Mới hơn 3 giờ bà phúc đã bắt đầu sắn tay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn hôm nay tiếp đón sở thông gia tương lai gia đình họ lại thuộc hàng bề thế nên cũng phải chuẩn bị tươm tươm một chút hân cũng phụ mẹ công việc bếp núc mặc dầu sinh ra và lớn lên được cưng chiều là vậy nhưng hân cũng thuộc hàng những cô gái đảm đang cô luôn nhờ mẹ chỉ dạy công việc bếp núc ngoài ra còn rất khéo tay trong không gian ngôi nhà của mình tất cả những bức tranh theo tay cho tới những bông hoa được gấp xếp bằng giấy đều do chính hân tự tay làm. Hôm nay hân sẽ trổ tài một món tủ của mình, đó là món cá chép om dưa. Món này hân học của mẹ mình, sau đó tự nghiên cứu thêm những gia vị khác nữa để bổ sung vào. Bây giờ món này hân nấu còn ngon hơn cả mẹ của mình rồi. Phía chậu rửa bà Phúc vẫn loay hoay chuẩn bị các món khác: nào gà, tôm, mực, rồi nem, giò chả. Nói chung chỉ nhìn vào số thực phẩm đó thôi cũng đủ biết mức độ thịnh soạn của nó khi chuẩn bị xong. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ cũng là lúc chiếc ô tô do Thành cầm lái dục dịch tiến vào sân nhà hơn Thành bước xuống trước rồi mở cửa, mời bố mẹ xuống và đóng cửa cẩn thận rồi mới đi vào. Lúc này trên chỗ bàn uống nước, ông Phúc cũng đã ăn mặc gọn gàng ngồi đợi. Ông đóng bộ vest từ khi mới hơn 4 giờ ngồi trông ngóng, uống hết hai ấm trà mà bây giờ gia đình ông Long mới tới. Vừa thấy họ xuất hiện ở cửa Ông Phúc đứng vụt dậy Tiến đến bắt tay mọi người Với cử chỉ thân mật Cứ y như họ đã là thông gia với nhau rồi Từ phía bếp bà Phúc hướng mắt nhìn ra Rồi quay lại khẽ mỉm cười bảo Hân Chồng tương lai đến rồi con kìa Nhìn bánh bao ra dáng phết nhảy Hân đang múc đồ ăn ra đĩa Nghe mẹ nói cô hơi đỏ mặt đáp Mẹ này đã là gì đâu mà chồng với vợ chứ Con còn chưa nhìn thấy mặt đâu đấy Bà Phúc tiếp lát nữa rồi sẽ nhìn thấy, chứ không lâu la gì đâu. Thôi, nhanh tay lên con, chuẩn bị lên mâm cả đi. Nói rồi bà bê mấy đĩa thức ăn lại bàn và dặn Hân. Con ra mời cả nhà vào dùng cơm đi con. Hân múc nốt chút thức ăn ra đĩa, mang lại bàn, đặt xuống, rồi tiến ra phía ngoài nhà. Đứng khép nép, Hân nhìn thấy tất cả mọi người đang cùng nói chuyện rất vui vẻ, như đã thân mật với nhau từ khi nào. Hân bước ra thêm vài bước nhẹ nhàng bảo. Dạ con mời bố, Cháu mời bác, em mời anh dùng cơm. Tất cả ngưng câu chuyện đang dở dang để hướng ánh mắt về phía Hân. Thành sững sờ mất mấy giây, giọng nói ấy sao mà ngọt ngào đến thế. Vẫn là cái giọng dễ thương mà Thành nghe lần đầu tiên ở bờ hồ khi đi thể dục. Hôm nay giọng nói ấy vẫn không có chút gì thay đổi, vẫn ngọt ngào đến độ làm người ta phải xuyến sao. Hân hơi cúi mặt xuống vẻ ngượng ngùng nhưng sự e dè khép nép ấy lại khiến Thành cảm thấy nàng đẹp hơn nhiều đôi gò má không son phấn, đỏ ửng lên một màu hồng hồng, làm thành tần ngần tương tư. Ông Phúc tiếp lời con gái. Thôi thì chả mấy khi mới có dịp, ông bà với cháu ghé qua nhà tôi chơi. Nhà tôi có chuẩn bị một bữa cơm sơ sài, ông bà với cháu vào dùng bữa với gia đình tôi cho vui. Mọi người lục tục đứng dậy, tiến vào bếp theo lời mời của Hân và ông Phúc. Hân sắp bắt đũa, đưa về từng vị trí của mỗi người. Thành thì ngây dại, vì bây giờ mới có dịp nhìn thật lâu vào chính diện khuôn mặt của nàng. Hân thì không như vậy, cô chỉ thi thoảng mới liếc mắt nhìn trộm thành một cái, rồi liền lập tức đánh mắt đi chỗ khác. Dù chỉ nhìn trộm thôi, nhưng Hân cũng ngay lập tức có thiện cảm với Thành. Khuôn mặt quả thực là khôi ngô, ánh mắt nhanh nhẹn, hiền từ. Đã thế cách Thành nói chuyện cũng rất lễ phép và khiêm nhường. Bữa cơm hôm đó xuất hiện hai tình huống đối lập nhau. Ông bà Long và ông bà Phúc thì chuyện trò rôm giả còn Thành và Hân thì chỉ sử dụng hành động chứ không nói gì. Nhiều lúc vô tình hai ánh mắt chạm nhau, họ cùng đỏ mặt và chỉ biết mỉm cười. Trong trường hợp của họ hiện giờ, đúng như câu kiểu mà bác Nguyễn Du viết, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Họ chỉ thật sự chuyện trò cùng nhau khi cả hai cùng nhau dọn dẹp trong nhà bếp. Phía ngoài bàn, ông bà Long và ông bà Phúc cũng không chuyện trò gì cả cùng hướng bốn cặp mắt nhìn vào rồi mỉm cười. Vậy là quá mỹ mãn rồi, bây giờ có thể tiếp tục tính đến chuyện xa hơn. Hân mặc dầu là một cô gái cá tính nhưng cô đã hoàn toàn sụp đổ trước thành. Chính cô cũng không giải thích được tại sao lý trí mình mách bảo dù có ra sao cũng không được phép bộc lộ cảm xúc nhưng con tim lại không cho phép điều đó. Khi Thành mạnh dạn nói lời yêu, Hân đã ngượng ngùng một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Còn đối với Thành, cậu hạnh phúc vô cùng khi được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nhận lời yêu. Thế rồi, đám cưới của họ cũng diễn ra ngay sau đó, chỉ cách ngày hai đứa chính thức yêu nhau đúng có ba tuần. Thứ nhất vì hai bên gia đình cũng nóng lòng mong cho mọi chuyện trọn vẹn. Thứ hai nữa, hai đứa yêu nhau thật lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng họ nhận ra giữa họ có quá nhiều sự đồng điệu và quá nhiều điểm chung. Vì vậy đi đến hôn nhân là một lẽ hết sức bình thường. Ngày cưới, đôi bạn trẻ đến với nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, người thân. Mặc dù hai gia đình điều kiện kinh tế khá giả, nhưng đám cưới lại đơn giản đến mức không ai tưởng tượng được. Đây là mục đích của cả Hân và Thành, họ muốn có một đám cưới thật đặc biệt, không nhất thiết phải cầu kỳ, tốn kém, miễn sao về với nhau, sống được hạnh phúc viên mãn, đó mới là cái đích cuối cùng mà ai cũng muốn đi đến trong những cuộc hôn nhân. Trong lúc đón dâu, Thành cầm tay Hân rồi dí tai nói Em ơi, anh không ngờ mơ ước của anh lại có thể trở thành hiện thực Anh cảm ơn em đã đồng ý lời yêu anh Đời này, kiếp này, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi Đáp lại câu nói đầy yêu thương ấy Hân không nói gì Cô chỉ ôm lấy Thành Rồi nhón gót đặt lên trán Thành một nụ hôn Tất cả trong hôn trường vỗ tay, nhiệt liệt Trong lòng ai cũng thầm cảm phục Thứ tình yêu giản dị và mộc mạc ấy Đám cưới hôm đó kết thúc trong niềm vui đong đầy của quan viên hai họ. Đêm đầu tiên bên nhau, cặp đôi trao nhau những gì quý báu nhất của đời mình. Họ quấn quyết mãi lấy nhau, không muốn xa rời. Hơi ấm của hai con tim đồng điệu hòa cùng một lời yêu thương. Họ có một đêm tân hôn thật hạnh phúc và đáng lưu dấu. Sáng sớm hôm sau, Thành không đến công ty. Hôm nay, cậu xin với bố cho nghỉ một hôm. Dĩ nhiên ông Long tán thành ngay ý kiến đó của con trai. Hân thức dậy khi bà Long đã tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng trong quầy bếp. Hân bước xuống, đến bên cạnh bà rồi lễ phép bảo. Dạ con chào mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ dậy sớm thế mẹ? Cứ để đấy con dậy làm cũng được mà. Bà Long tâm lý nói. Mẹ chuẩn bị nhóm cái là xong ngay mà. Hôm qua công việc cưới xin đủ thứ, con cũng mệt rồi. Cứ để mẹ làm cho, con lên nghỉ thêm một chút nữa đi. Hân mỉm cười đáp lời mẹ. Dạ không sao đâu mẹ, để con phụ với mẹ nha. À, bố đâu rồi mẹ Bà Long vừa trụng bún vào từng tô vừa đáp Sáng nay công ty có nhiều việc quá Bố còn phải đến sớm rồi Cũng hết năm nay là bố nghỉ thôi Mọi thứ giao hết lại cho thằng Thành Nó quán xuyến Bố cũng tuổi cao rồi Đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi con ạ à. Mọi thứ giao cả lại cho vợ chồng con đấy Hân hạnh phúc vì biết mình Có một bà mẹ chồng vô cùng tuyệt vời Cuộc đời mình đang một màu hồng trải dài phía trước Ông trời thật là biết chiều lòng người được cơ duyên xui khiến cho thành gặp được mình, để giờ giờ đây có một tình yêu vô cùng mỹ mãn. đã vậy bố mẹ chồng thì tâm lý và phóng khoáng vô cùng. hân phụ mẹ bê mấy tô bún vừa chan nước dùng lại cái bàn ăn gần đấy. vừa lúc này thành cũng xuống đến nơi, Người thấy mùi thơm nước từ tô bún, thành nhanh nhậu ngồi ngay xuống bàn. hôm qua uống hơi nhiều rượu, thành ra sáng nay bụng cũng hơi đói. ba người vừa cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa sáng thì chỗ cửa có tiếng ông long thành ơi con dậy chưa bà long buông đũa xuống chạy ngay về phía chồng bà ngạc nhiên hỏi ông về đấy à ông vào ăn sáng với tôi và các con luôn ông long nói vẻ gấp gáp thôi lát tôi ăn sau cũng được tôi tìm thằng thành có chút việc gấp con nó dậy chưa hả bà thành rời ghế hân cũng đi theo thành vừa đi về phía ông long vừa đáp con dậy rồi bố ạ à. bố vợ mời sáng ông long nói luôn con ăn đi Xong rồi chuẩn bị đồ đạc đi nhé Độ 10 giờ có xe đến đón Con sang Singapore một chuyến Thành hơi bất ngờ về nhiệm vụ đường đột này Cậu hỏi Con đi ấy à? Sao gấp thế hả à, bố? Có việc gì thế? À, lẽ ra đây là việc của bố Nhưng vì bố cũng sắp nghỉ rồi Công ty này sớm muộn gì cũng là của con Bố muốn con tiếp cận dần dần với công việc Để ít lâu nữa thay bố dìu dắt công ty Bên sinh có một công ty muốn hợp tác với mình Với điều kiện là mặt hàng sản xuất ra Phải theo yêu cầu thống nhất của cả hai bên chuyến này con đi cũng phải độ hơn một tháng đấy, bố đã chuẩn bị cả rồi. nhưng đến phút chót thì bố vẫn quyết định để con nhận quyền giám đốc và đi thay cho bố. sau chuyến công tác này chính thức con sẽ lên lãnh đạo cái công ty này luôn. thành đứng sơ rớ vì mọi chuyện đến quá bất ngờ. từ phía sau hân tiến đến nắm tay chồng rồi nói, anh lại ăn cho xong đi, em lên chuẩn bị áo quần cho anh nhé. thành nhìn hân không nói nên lời. đi công tác đối với thành là chuyện quá bình thường nhưng là trước đây khi chưa lấy hân, còn bây giờ xa hơn một giây thôi, Thành cũng không muốn một chút nào. Một tháng là khoảng thời gian không hề dài, nhưng nó lại cả một vấn đề với Thành. Thành nhớ hân lắm, lại nghĩ thương cho hân nữa, mới cưới được một hôm đã phải xa chồng rồi. Bà Long động viên, "Ăn uống đi con, ăn đi rồi mà chuẩn bị đi cả muộn, gắng lên, đừng có lo cái gì về vấn đề ở nhà cả." Bà cũng hiểu con mình không muốn xa vợ, bà cũng nói ý rằng Hân ở nhà với bà thì cứ yên tâm, có bà ở bên cạnh, Hân cũng sẽ ổn hơn. Thế rồi dù không hề muốn, nhưng Thành cũng đành chấp nhận chuyến công tác này. Đúng 10 giờ 15 phút, chuyến bay cất cánh lên bầu trời cao vút. Hân nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay đó nhỏ dần, nhỏ dần và khuất hẳn vào mây thì cô mới cùng bố mẹ xa về. Đi cùng với Thành còn có một cô trợ lý tên Mai, cô hơn Thành 2 tuổi, đã làm trợ lý giám đốc cho công ty được hơn 6 năm. Ông Long rất yên tâm khi con trai mình đi cùng một người luôn có trách nhiệm và có kinh nghiệm trong công việc như Mai. Ông động viên con dâu: Con cứ yên trí, cô Mai là một người cẩn thận, chú đáo, con không phải lo lắng quá đâu. Về phần Hân, mặc dầu vẻ ngoài cố vui vẻ cho chồng đi công tác, nhưng trong lòng thì cũng có chút buồn dầu. Cũng đúng thôi, vợ chồng son mà, đã vậy là mới cưới nhau có một ngày. Nhưng giờ Hân cũng đánh bạc tư tưởng, tự an ủi bản thân là sẽ nhanh thôi. Hân viết ra mảnh giấy, một dãy số từ 1 đến 30. Mỗi ngày kết thúc, Hân lại dùng bút gạch đi một số để đếm ngày chồng trở về với mình. Tuy là không được cạnh chồng, nhưng đổi lại bà Long cực kỳ gần gũi. Bà luôn tìm mọi cách để con dâu vui. Chẳng hạn hai mẹ con cùng nhau đi chợ búa, rồi về cùng nấu cơm, cưới cây cảnh, vân vân. Thậm chí buổi đêm bà để ông Long ngủ một mình, bà sang ngủ cùng với Hân. Bà biết rằng ban đêm là khoảng thời gian rất cô đơn. Thời gian cứ thế dần trôi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến công tác rồi. Hân gạch ngang con số 30 rồi vo tròn tờ giấy lại và vui mừng đến mức muốn hét lên. Ngày mai, Thành sẽ trở về. Cô tưởng tượng đến cái viễn cảnh được Thành ôm hôn thắm thiết và dị tai nói những câu đầy yêu thương. Thà nôi, có ngờ đâu, mình tính không bằng rời tính. Chỉ có 720 giờ đồng hồ thôi mà một con người có thể thay đổi được 180 độ như thế. Chuyến bay hạ cánh hân thấy tim mình đập thình thịch vì hồi hộp mắt nhìn lâng láo để tìm chồng chồng ơi hân reo lên khi nhìn thấy thành cô lao lại ôm chầm lấy thành rồi xúc động rơi nước mắt nhưng trái với dự tính của hân thành hờ hững đến khó tin cậu ta không hề giang tay ra ôm vợ thậm chí còn gỡ tay hân ra và nói em làm cái gì vậy đầy người kia kìa người ta nom thấy người ta cười cho chứ cứ như trẻ con thế hân hơi hụt hẫng nhưng cũng không mấy để tâm cô vẫn cứ ôm lấy Thành không buông, Thành phải gắt lên. Buông anh ra xem nào, em làm cái trò gì vậy Hân? Rồi Thành vung một cái, sức lực yếu ớt của Hân không cản lại được cái vung tay ấy. Hân bật ra khỏi người Thành nhưng chưng hững đứng nhìn theo bóng dáng người chồng đang thong thả bước đi. Hôm nay, Hân đã muốn tạo bất ngờ cho chồng, vì vậy cô nói với ông bà Long rằng một mình cô đến phi trường đón chồng. Nhưng mọi chuyện vừa xảy ra trong mấy phút đồng hồ đã làm Hân hơi buồn. Cô sực nghĩ phải chăng chuyến công tác lần này chồng mình bị áp lực hoặc công việc gặp vấn đề gì chăng? Nếu quả thực như vậy thì mình không được trách móc, ngược lại còn phải động viên gần gũi chồng nhiều hơn mới được. Nghĩ đoạn, Hân chạy theo phía sau Thành và cô trợ Lý Mai. Đến trước một cái taxi thì dừng lại, Thành mở cửa bên cạnh ghế tài xế rồi nhìn Hân. Em lên đi, nhanh lên không chưa rồi. Hân miễn cưỡng bước lên, đáng lẽ ghế này phải dành cho cô Mai chứ. Hân muốn ngồi cùng chồng mình ở băng sau Vợ chồng xa nhau cả tháng trời Chả nhẽ Thành không muốn tranh thủ để gần gũi mình một chút sao Nhưng đang nghĩ ngợi Thì hành động tiếp theo của Thành Làm Hân quá đỗi bàng hoàng Thành mở cửa Mỉm cười vui vẻ Chỉ mai lên xe Sau đó Thành nói Em xích vào ghế trong đi Chơi ngồi ở ngoài thế nào Mai dạ một tiếng ngọt như mía lùi Thành tiếp Em có đói không Lát về nhà anh ăn cơm luôn nhé Hân không muốn quay xuống Để nhìn thấy khuôn mặt của hai người họ Chỉ nghe mấy câu đó thôi Hân đã như muốn sụp đổ rồi Giá mà xe chưa chuyển bánh Thì Hân sẽ tông cửa ra Và chạy khỏi cái không gian bí bách khó chịu này Nước mắt Hân tuôn rơi Dường như nghe thấy tiếng thút thít Nên Thành cũng biết ý Cậu đánh tiếng hỏi Hân một câu Này em, ở nhà một tháng có chuyện gì mới không? Câu hỏi ấy không làm cho Hân hết tức giận Ngược lại Hân còn cảm thấy bực bội hơn Hân đáp Anh hỏi làm gì chứ Thành nhìn Hân Cậu đanh giọng Em ăn nói kiểu gì đấy Nói năng với chồng thế à Mai Can, thôi anh. Chiếc xe chở ba người về đến nhà khi đúng vào giờ cơm trưa. Biết hôm nay con trai về nên bà Long đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Xe vừa về đến sân thì bà đã ra tận nơi để đón. Thành vừa bước xuống bà đã vồn vã hỏi. Có mệt không con? Thôi thôi, vào tắm rửa đi. Cơm nước tươm tắt hết cả rồi. Chỉ đợi các con nữa thôi đấy. Mai nhìn thấy bà Long cô lễ phép chào. Dạ cháu, cháu chào bác ạ. À. Trông bác trẻ và phúc hậu quá. Nghe Thành giới thiệu về bác nhiều lắm rồi Bác đúng là một mẫu phụ nữ tuyệt vời ạ Bà Long không hề vui với những câu phỉnh nịnh đó Vì dường như bà nhận ra điều bất thường Bà chỉ ừ nhẹ một cái rồi nói Thôi và rửa tay chân mặt mũi đi cháu Cả Thành nữa Nhanh lên con Rồi ra ăn cơm Bố đang đợi đấy Mai và Thành đi vào Bà Long tiến đến ngay bên cạnh Hân Bằng giọng thân mật bà hỏi Con có chuyện gì kể cho mẹ nghe Hân òa khóc ôm lấy bà Long rồi giải bày nhanh gọn mọi chuyện cho bà nghe. Hân không giấu giếm chút cảm xúc gì, cứ ôm ghì lấy bà mà kẻ rất vô tư, cứ như đang tâm sự với mẹ ruột. Bà Long không quá bất ngờ, bà đã nhận ra điều này từ khi Mai xưng hô với Thành là anh Thành. Rõ ràng Mai hơn Thành đến 2-3 tuổi cơ mà, cùng với đó là điệu bộ nói chuyện đã khiến cho sự nhạy bén của người phụ nữ trong bà có chút hoài nghi, bà ôm Hân rồi nói. Được rồi, con bình tĩnh, mọi chuyện cứ để đó mẹ giải quyết cho. Nói xong, bà lau nước mắt cho Hân rồi hai mẹ con dắt nhau vào. Ông Long cùng với Mai và Thành đã ngồi vào mâm. Bà Long nhìn Thành rồi nói với giọng nghiêm túc. Thành à, để mẹ ngồi đó cho. Con sang bên này ngồi cạnh vợ đi. Cả tháng trời không gần nhau. Cái Hân là nó nó, nó nhớ con lắm rồi đấy. Thành đang ngồi bên cạnh Mai, nghe mẹ nói liền bảo. Ngồi đâu chả được hả mẹ? Chuyển qua chuyển lại mất công lắm. Thôi ăn cơm đi ạ, con đói lắm rồi. Ông Long không để ý đến sự bất thường đó Ông xòe xòa bảo Thôi mà bà Lát nữa vợ chồng nó lên phòng rồi tâm sự sau Bà ngồi xuống ăn cơm đi Tôi cũng đói rồi Bà Long ngồi xuống Bà đơm cơm về phía mọi người Khi tất cả đã bắt đầu sột soạt, soạt cầm đũa Thì bà lên tiếng Thế cháu đã có gia đình chưa hả Mai Mai bất ngờ bị hỏi Nên cũng hơi ngạc nhiên Giây sau mới đáp Dạ dạ chưa bác ạ Bố mẹ cháu cứ dục mãi mà chưa chơi nào chịu rước bác ơi Bà Long tiếp Ừ, con gái cũng có thời thôi cháu ạ à. cũng chuẩn bị chồng con đi thôi thằng thành nhà bác đây này cũng dục mãi mới chịu đấy may quá trễ một tí nhưng được cái là giời thương cho nó gặp được con bé hân đẹp người đẹp nết nữa đúng là phúc nhà bác lớn quá mai xịu mặt xuống khe khẽ nói vâng rồi tiếp tục ăn còn thành thì khó chịu bảo đang ăn mẹ lôi chuyện xấu đẹp ra nói làm gì con không thích đâu đấy chuyện đó nói làm gì mẹ biết trước được gì mà, mà mẹ đã vội khen thế cơ chứ Câu nói gọn lò nấy của Thành làm cho ông Long cũng hơi bất ngờ. Bà Long thì chưng hưởng, Hân thì sụt sùi. Trong thâm tâm bà Long đã xác định con mình đã hoàn toàn thay đổi so với một tháng về trước rồi. Bà im lặng không nói nữa. Sau bữa cơm, Hân dọn dẹp cùng mẹ rồi bỏ lên phòng trong nét mặt buồn thiêu. Thành chờ mai về nhà. Sau khi trở về, mặt Thành vui vẻ và rạng rỡ hẳn lên. Đến chỗ bàn uống nước, ông Long và bà Long vừa có một cuộc bàn bạc đang đợi Thành về để nói chuyện. Thành ngồi xuống theo lời của bố mẹ. Họ đã nói chuyện rất lâu. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Thành bực bội đứng phát dậy với nét mặt khó chịu. Lên đến phòng, Thành đẩy cánh cửa dầm một cái. Bước vô thấy Hân đang nằm trên giường, quay mặt vào vách. Thành sáng giọng Cô vừa nói cái gì với bố mẹ thế hả? Tôi không ngờ cô là cái loại không biết vun vén hạnh phúc gia đình. Cô thích gây mất đoàn kết lắm hả? Hân quay mặt lại bảo chữa yếu ớt. Em, em có nói gì đâu. Anh làm gì mặc anh em, em em đâu có biết 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 gì đâu mà nói chứ Thành có Đúng tôi làm gì thì mặc tôi rõ chưa Có phải cô đang ghen tôi với Mai không Tôi nói cho cô biết luôn Đúng đấy thì đã sao Tôi đã nhận ra cái tình yêu xét đánh của tôi dành cho cô Đã không còn nữa khi tôi gặp và tiếp xúc với Mai Hân không gào khóc Cũng không hùng hổ tức giận Cô nằm im để nghe những lời chua chát ấy Mọi thứ đến với cô như một giấc chiêm bao Nói xong Thành đứng phát dậy bỏ ra khỏi phòng nhưng vừa xuống đến cầu thang thì ông bà long lại gọi bố mẹ nói vẫn chưa xong con ngồi xuống đây đã thành gào lên đủ lắm rồi con không muốn nghe nữa đâu con đi đây biết vậy con ở luôn bên đó khỏi về dứt câu thành bước một mạch ra xe rồi phóng vụt đi thành tìm đến phòng của mai chỉ có mai mới cho thành sự thoải mái vào lúc này nhiều khi nghĩ cũng thật nực cười yêu một người từ cái nhìn đầu tiên chưa nói chuyện với nhau một lần nhưng lại sợ mất họ nên tìm đủ mọi cách để có được đến khi cưới nhau mới chung sống với nhau được phèn vẹn một ngày thì đã bị cô gái khác mê hoặc đến mức lũ lẫn ngu muội mai đã chủ động mọi thứ với thành trong suốt thời gian gần một tháng làm việc cùng nhau mai là một cô gái quá từng trải đời cả trong lĩnh vực công việc và đặc biệt là lĩnh vực tình trường cô đã qua tay không ít các gã đàn ông ở mọi lứa tuổi không chừng chính ông long cũng đã được mai đưa vào đời những chuyến đi công tác cùng nhau một người đàn bà mưu sĩ như Mai thì Thành hiển nhiên sẽ rơi vào vòng xoáy tình ái mà không tìm thấy lối thoát. Cuối cùng thì Thành đã gục ngã hoàn toàn, không chống cự nổi khi bản năng vốn có trong con người của thằng đàn ông. Mai biết rằng nếu có được Thành thì đời này sẽ lên tiên, vì Thành sắp trở thành giám đốc của công ty thay thế vị trí của ông Long. Một tháng trời bên Mai, Thành đã quên hân, quên một cách không tì vết. Mai đã xúi dục Thành là phải bỏ hân đi, vì dù gì hai người cũng mới cưới chưa có con với nhau nên chuyện này cũng dễ, không có gì ràng buộc. Thành đã bị cái trần tục của Mai làm cho mở mắt. Cô nói gì Thành cũng gật đầu, nghe răm rắp. Bây giờ Thành đang vào vòng xoáy mưu sĩ của Mai rồi thì rất làm sao cho đặng. Thôi thì cũng đành thuận theo, tự nhiên. Ở một phía xa xa, xa Hân hướng ánh mắt về một hướng xa xăm rồi thầm trách trời, trách đất, trách lòng người tệ bạc, có chăng quên đèn. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay đến đây được phát trên kênh xin phép được khép lại cảm ơn sự lưu tâm đón nghe của quý vị thân ái mến chào